Kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, xác định chương trình OCOP là hướng đi bền vững cho ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, các ngành địa phương và người dân doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất ở Lâm Đồng đã và đang chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Vâng, đó là nội dung sẽ được truyền tải trong chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ, mời bà con cùng các bạn điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác trong và ngoài tỉnh. Lâm Đồng rộn ràng mùa hồng chín. Huyện Cát Tiên đề xuất cấp mã số vùng trồng cho hai loại cây trồng thế mạnh tại địa phương. Các hợp tác xã tại Đam Rông hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn. Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản thông qua các hiệp hội ngành hàng. Thưa bà con và các bạn, mùa hồng giòn ở Đà Lạt và các vùng phụ cận thường bắt đầu từ khoảng cuối tháng 8 đến hết tháng 11. Được du nhập lên cao nguyên Lâm Viên từ nhiều thập niên trước, hồng ăn trái ban đầu được trồng nhiều ở Đà Lạt do phù hợp với điều kiện khí hậu độ cao nên được coi là trái cây đặc sản của xứ sương mù. Những ngày này, rảo quanh khắp các nhà vườn ở thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận, đi đâu cũng bắt gặp cảnh rộn ràng người mua người bán hồng ăn trái khi loại trái cây này đang vào cao điểm mùa thu hoạch. Hiện nay, diện tích cây hồng ăn trái được phân bổ đều ở các phường 3, 5, 7 và các vùng ven như Xuân Trường, Xuân Thọ, Tà Nung của thành phố Đà Lạt. Trong khi đó, tại các huyện phụ cận như Lạc Dương, Đơn Dương, hiện cũng duy trì diện tích lớn trồng các loại hồng ăn trái. Du khách tới Đà Lạt hay Đơn Dương, Lạc Dương có thể cảm nhận được không khí mùa hồng nhộn nhịp ở dọc các tuyến đường với các hoạt động mua bán. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở thu mua hồng dọc quốc lộ 27, đoạn đi qua huyện Đơn Dương không chỉ bán hồng giòn, họ còn tranh thủ bán hồng sấy, làm hồng treo gió. Du khách có thể vào tham quan cơ sở sản xuất, tìm hiểu quy trình chế biến như sấy hồng, phơi hồng của người dân. Thưa bà con và các bạn, nhiều quốc gia trên thế giới đã có quy định bắt buộc trái cây tươi từ các nước khác muốn nhập khẩu vào nước họ phải được cấp mã số vùng trồng nhằm truy xuất được nguồn gốc. Và thời gian vừa qua, sầu riêng là loại trái cây được Lâm Đồng quản lý chặt việc cấp mã số vùng trồng. Ngoài sầu riêng, không biết chị Thanh Hải có thông tin gì về loại trái cây tiếp theo sẽ được triển khai cấp mã số vùng trồng hay không ạ? Vâng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật về việc đề nghị cấp mã số vùng trồng cho hai vùng trồng măng cụt và bưởi da xanh của huyện Cát Tiên. Theo đó, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra thực tế để cấp mã số cho hai vùng trồng măng cụt, bưởi da xanh, gồm vùng trồng măng cụt của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Đức Phổ với diện tích 10,03 hectare trên 16 hộ tại thôn 3 xã Đức Phổ. Vùng trồng bưởi da xanh của Hợp tác xã Cây ăn trái xã Quảng Ngãi với diện tích 15,8 hectare trên 13 hộ tại thôn 1 xã Quảng Ngãi. Sau khi kiểm tra đánh giá vùng trồng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774-2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đề nghị Cục Bảo vệ thực vật xem xét cấp mã số vùng trồng đối với các sản phẩm trên, qua đó tạo tiền đề để sản phẩm trái măng cụt xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Thông qua các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, tỉnh Lâm Đồng đang chú trọng bảo tồn và phát triển hiệu quả làng nghề, nghề truyền thống với đa dạng sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Cụ thể, với tổng kinh phí triển khai gần 5 tỷ đồng, đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020 đã đào tạo truyền nghề truyền thống được 8 lớp với 130 lượt người, tập huấn 10 lớp với 450 lượt người về kỹ thuật trồng dâu nuôi tầm, phòng trừ bệnh hại dâu tầm, xây dựng 12 phòng trưng bày cho 4 làng nghề, hỗ trợ 9 làng nghề tham gia 3 đợt hội chợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã bảo tồn, nhân rộng một nghề truyền thống và một làng nghề truyền thống, nâng tổng số từ 23 làng nghề năm 2014 lên 30 làng nghề năm 2018, hỗ trợ phát triển 12 làng nghề gắn với điểm du lịch và tuyến du lịch, tăng thu nhập cho hộ gia đình lên gấp từ 2 đến 4 lần so với sản xuất thuần nông. Điển hình như hộ ông Gia Tuất làm nghề đúc nhẫn bạc ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương có thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.
Đề án còn hỗ trợ thực hiện 15 mô hình phát triển sản xuất cho các làng nghề, gồm 8 mô hình trồng dưa nuôi tầm tại xã Đạ Kho, xã Đạ Pan, huyện Đạ Tẻ, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, 3 mô hình sản xuất rượu truyền thống ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, 2 mô hình dịch thổ cẩm ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, 1 mô hình đan lát ở thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, 1 mô hình làm nấm mèo tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Thưa bà con, nhằm giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đam Rông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và một trong số đó là các mô hình tổ hợp tác, góp phần quan trọng vào việc tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã khuyến khích hội viên thành lập và tham gia các tổ hợp tác tại địa phương và đến nay huyện Đam Rông đã và đang duy trì 3 tổ hợp tác với 40 thành viên. Các tổ hợp tác đang hoạt động phần lớn đều gắn với lĩnh vực nông nghiệp như là nuôi heo đen, trồng dưa nuôi tầm tại xã Đạ Cờ Nàng và Đạ Mơ Rông. Việc thành lập các tổ hợp tác đóng vai trò nhất định trong thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và có đó đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ hợp tác đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho tổ viên, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Những năm gần đây, thu nhập của các thành viên trong từng tổ ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Trừ chi phí mỗi năm, lợi nhuận bình quân ước đạt từ 35 đến 40 triệu đồng một năm. Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của tổ hợp tác vẫn còn những hạn chế. Trong đó, hoạt động sản xuất chỉ dừng lại ở mức độ học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau nên thường bị động trong đầu vào đầu ra cho sản phẩm của các tổ viên. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao đời sống cho chị em hội viên. Nối tiếp chương trình, mời bà con và các bạn hãy cùng theo dõi một số thông tin nông nghiệp tại các địa phương khác. Vừa qua, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tỉnh Thái Bình năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 18 điểm cầu trong nước và 4 điểm cầu tại nước ngoài, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Đây là hội nghị quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các nhà cung cấp, cơ sở sản xuất của địa phương kết nối với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các sản phẩm tiêu biểu với các nhà phân phối, tập đoàn bán lẻ, đưa hàng hóa vào kênh phân phối hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân. Tại hội nghị đã diễn ra lễ khởi động chương trình đưa hàng nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Bình vào hệ thống phân phối, lễ ký kết các hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ giữa nhà cung cấp với nhà phân phối và ký kết hợp tác xúc tiến đưa các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử. Bên lề hội nghị, tỉnh Thái Bình tổ chức trưng bày giới thiệu 90 sản phẩm tiêu biểu của 52 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thưa bà con và các bạn, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị thủy sản là xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập và là nhân tố quan trọng thúc đẩy thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, giúp ngành thủy sản tái cơ cấu thành công theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tại hội thảo xây dựng chuỗi giá trị ngành thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức với sự tham gia của 9 hội và hiệp hội ngành hàng thủy sản vừa diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu đề xuất cần tăng cường liên kết để tạo động lực đưa ngành thủy sản lên tầng cao mới. Để phát huy hơn nữa lợi thế của ngành thủy sản, cần tăng cường năng lực tham gia chuỗi ở các khâu có lợi thế cạnh tranh. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt hoạt động của chuỗi thông qua các cam kết về giá bán và giá thu mua nguyên liệu theo tín hiệu của thị trường, tạo tiền đề cho sự tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu. Tại hội thảo, cũng có một số ý kiến cho rằng hầu hết các ngành hàng đều có hiệp hội và một số hiệp hội đã phát huy tác dụng tốt trong việc đề xuất với chính phủ về chính sách phát triển của ngành hàng. Tuy nhiên, các hiệp hội cũng cần nâng cao năng lực nhận thức cho các thành viên tham gia về lợi ích tham gia liên kết chuỗi, tăng cường cung cấp thông tin thị trường và chia sẻ cơ hội kinh doanh. Việc phối hợp giữa các hội và hiệp hội với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là rất quan trọng, không chỉ huy động nguồn lực mà còn giải quyết những khó khăn cũng như phát huy tiềm năng lợi thế của ngành thủy sản để phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển thủy sản bền vững đến năm 2030. Thưa bà con và các bạn, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phân phối rộng rãi, đó là những ưu điểm mà sản phẩm ô cốp Lâm Đồng đang chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương đã rất nỗ lực nhằm đưa sản phẩm OCOP tạo thế cạnh tranh, phát triển thị trường. Tuy nhiên, để phát triển bền vững chương trình OCOP, các doanh nghiệp cần xác định rõ chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết và cần được quan tâm nhiều hơn. Sản phẩm bộ trà ô long ba bông mai của công ty cổ phần Lâm Đỉnh đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia từ năm 2020. Theo đó, bộ trà ô long ba bông mai gồm 4 hộp, mỗi hộp chứa 100g, đựng trong bao bạc hút chân không, sản xuất theo tiêu chuẩn Organic USDA. Sản phẩm đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, sản phẩm được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bảo hộ nhãn hiệu, logo, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Khi đạt được sản phẩm OCOP rồi thì đó là một cái chứng nhận của chúng ta, nhưng một cái giấy thông hành ra thị trường rất là nhiều lợi thế. Tuy nhiên nó cũng có rất là nhiều cái chúng ta phải liên tục đổi mới, liên tục cải thiện. Và cái quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm là cái đi đầu, chúng ta phải duy trì cho nó trong suốt quá trình hình thành cũng như là phát triển sản phẩm ra thị trường để đáp ứng ngày càng những cái yêu cầu khắt khe từ người tiêu dùng chẳng hạn, để chúng ta vẫn phải duy trì được một cái quan trọng nhất tôi muốn nhắc đến là cái chất lượng sản phẩm là luôn phải duy trì trong suốt quá trình sản xuất cũng như là phát triển sản phẩm OCOP hiện nay. Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao DKM, xã Đại Sa, huyện Lạc Dương là một trong số những đơn vị chế biến đông trùng hạ thảo bằng công nghệ sấy than hoa tại Lâm Đồng. Sản phẩm đông trùng hạ thảo khô DKM cũng là một trong 8 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao tỉnh Lâm Đồng đợt 1 năm 2022. Nếu như mình chỉ mong muốn là mình đạt cái danh hiệu để được hỗ trợ thì chắc chắn là cái sự duy trì sẽ không còn. Nâng cao chất lượng thì mình phải liên tục mình học hỏi thôi. Trên thế giới có công nghệ gì mới, có áp dụng được cái gì để mà tăng cái chất lượng của nó lên hay không. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy than hoa của mình á, trước đây là đa phần sẽ là sấy đối lưu. Sấy đối lưu thì nó giá thành nó rẻ nhưng mà chất lượng nó sẽ bị giảm rất là nhiều, chỉ còn khoảng 10-20% thôi. Rồi mình mới phải tìm ra một cái giải pháp gì đó để bảo toàn cái dược chất đó. Cùng với việc nâng cao chất lượng, mở rộng sản xuất ở các doanh nghiệp địa phương, Ban chỉ đạo OCOP cấp tỉnh còn đổi mới, siết chặt các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm trong cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm. Trong đó, chất lượng sản phẩm là yếu tố chiếm phần lớn số điểm trong bộ tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm được đưa lên hàng đầu. Nhờ vậy, chất lượng sản phẩm OCOP không ngừng được nâng cao. Cái sản phẩm các cái việc để đánh giá được thì hàng năm định kỳ thì ngành nông nghiệp cũng như là các cái ngành khác ngành y tế thường xuyên tổ chức kiểm tra và lấy mẫu các cái sản phẩm tại địa phương để làm sao mà chúng ta đánh giá lại các cái chất lượng, và trên cơ sở đó chúng ta ví dụ như là sản phẩm OCOP 4 sao thì hiện nay huyện đang chỉ đạo ngành nghiệp tiếp tục rà soát lại để nâng 4 sao lên thành 5 sao. Để 5 sao sản phẩm OCOP 5 sao chính là sản phẩm quốc gia có thể đi khắp các nước trên thế giới. Thế thì cái mong muốn là như vậy. Còn cái sản phẩm mà OCOP 3 sao thì có thể là nâng cấp được quá trình kiểm tra và đánh giá lại chất lượng hàng năm, hàng quý, 6 tháng ngành nông nghiệp sẽ tổ chức lại cái việc này. Thì sau khi được chứng nhận, chúng ta phải có những cái bước kiểm tra quốc gia. Cái tiếp theo nữa là khi sản phẩm đưa vào trung tâm OCOP này, tất cả sản phẩm đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn. Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ về khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cụ thể, rà soát, xây dựng, công bố hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và đăng ký bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn, tên thương mại của hàng Việt trong nước và ngoài nước. Từ đó khẳng định chất lượng sản phẩm, lan tỏa thương hiệu của các sản phẩm OCOP trong và ngoài nước. Quý vị và bà con thân mến, nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633-829-930. Đến đây thì Thanh Hải và Kiều Anh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.